xông pha trong lửa đạn, cống hiến tuổi trẻ xương máu cho nền độc lập tự do của dân tộc. Và khi trở về với cuộc sống đời thường, nhiều thương binh, bệnh binh lại tiếp tục nỗ lực trên mặt trận làm kinh tế. Không chỉ làm giàu cho gia đình, góp sức xây dựng quê hương, những cựu chiến binh ấy còn khẳng định ý chí, tàn nhưng không phế. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, hôm nay, mời quý khán giả về chiếc quyền nông thôn mới Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp và gặp gỡ những cựu chiến binh đầy nghị lực như thế. Vườn sầu riêng với diện tích trên 3 hectare này đã qua 2 mùa thu hoạch. Đây là thành quả lao động, sáng tạo không ngừng nghỉ của người cựu chiến binh Nguyễn Hữu Phước, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh. Sau khi rời quân ngũ, ông Phước trở về quê gắn bó với ruộng lúa. Vài năm trước, nhận thấy xu thế biến đổi của thị trường, ông mạnh dạn chuyển sang canh tác cây sầu riêng. Vượt qua nhiều thất bại ban đầu với loại cây trồng mới, bằng ý chí cùng sự tìm tòi, học hỏi, ông đã thành công khi biến những gốc sầu riêng thành hàng chục tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm. Nói chung là cây sầu riêng là cây khó nhất của tất cả các loại cây. Nhưng mà nó dễ một cái là bởi vì mình phải tận dụng nó mới tận dụng mình. Đại loại là mình phải cho nó ăn, nó mới trả lại cho mình chứ. Cái này là mình cũng đi kinh nghiệm thôi. Mình thấy anh em người ta làm, bắt nhất làm theo vậy. Trong quá trình sản xuất thì bác cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của mình đối với các hộ dân có nhu cầu. Nhắc về nghị lực vươn lên làm giàu của những cựu chiến binh, thì không thể thiếu tấm gương ông Lê Văn Hùng, thương binh hạng 1/4, ngụ xã Gáo Dòng, huyện Cao Lãnh. Năm 1985, ông Hùng tình nguyện tham gia ở chiến trường biên giới Tây Nam nhưng chẳng may bị thương và ông đã phải bỏ lại đôi chân nơi chiến trường. Được người thân động viên và ý chí không lùi bước trước nghịch cảnh, ông vực dậy tinh thần và tham gia làm kinh tế tại gia với đủ nghề mưu sinh. Mình đã bị thương gì ở đây rồi, thì mình không có thể mà buông xuôi cái cuộc sống mình được. Bởi vì mình là mang tật là cái như suốt đời rồi. Đó, cho nên là mình phải tạo những điều kiện gì mình làm thấy được, tiếp giúp được gia đình, tiếp giúp được cho vợ con được, thì mình phải cố gắng mà làm mới được. Mất đôi chân, người thương binh này còn đôi tay chuyên cần. Từ đôi tay ấy đã xây nên nhiều mô hình kinh tế giá trị như chăn nuôi trăng, làm kinh tế tuần hoàn trồng mít kết hợp nuôi dê sinh sản. Mỗi năm, tổng lợi nhuận từ các mô hình khoảng 300 triệu đồng. Đối với Lê Thanh Hùng thì phải nói là đây là một trường hợp mà có thể là điển hình, gương mẫu. Thì cũng tuyên truyền vận động trong những hội viên mà hiện có hoàn cảnh khó khăn, nó đang gặp bế tắc. Nó thì lấy cái gương của ông chí Hùng này để mà tuyên truyền đây là một người đã tàn nhưng mà không phế, khiếm khuyết cơ thể một bộ phận nào đó nhưng mà vươn lên làm ăn là giàu. Đó thì cũng là cái điển hình đề nghị chủ hội viên nên có cái noi theo và lấy đó là cái gương mẫu. Không chỉ là tấm gương về nghị lực trong hội cựu chiến binh và cả người dân xung quanh, những cựu chiến binh này còn đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, phát triển địa phương. Từ trong gian khó đã tôi luyện nên những con người giàu ý chí, bền bỉ vượt khó khăn, thử thách để làm giàu trên chính quê hương mình. Và đó cũng đã góp phần bồi đắp thêm hình ảnh đẹp về những người bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.